Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá sáng mùng 3 Tết của Hiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Rạng sáng 24 tháng 1 giờ Hà Nội, Kylian Mbappe có lần đầu tiên mang băng đội trưởng câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong một trận đấu chính thức. Anh tỏa sáng rực rỡ với các bàn thắng lần lượt ở phút 29, 34, 40, 56 và 79 để giúp câu lạc bộ Paris Saint-Germain vùi dập đội bóng hạng 6 Pays de Casale ở vòng 32 đội cúp quốc gia Pháp. Sau trận đấu, fanpage của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã thông báo Mbappe chính là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội bóng này ghi 5 bàn trong một trận đấu. Đây là lần đầu tiên Mbappe ghi 5 bàn trong một trận. Trước đó, anh có 2 lần ghi 4 bàn vào lưới đối thủ, đó là trong trận đấu gặp Lyon vào tháng 10 năm 2018 và trong trận đấu gặp Kazakhstan cùng đội tuyển Pháp vào tháng 11 năm 2021. Tổng cộng, anh đã có 34 bàn, 8 kiến tạo chỉ sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng thủ đô. Ninja Rùa dễ dàng lập kỷ lục bởi Pays de Casale, đối thủ của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, chỉ đến từ giải hạng 6. Thành phần của câu lạc bộ này hầu hết là những cầu thủ không chuyền. Thậm chí, sân nhà của Pays de Casale còn không đủ điều kiện để tổ chức trận đấu. Hai đội được bố trí chơi tại sân vận động Polaes, sân nhà của câu lạc bộ Lens. Chiến thắng đậm đưa câu lạc bộ Paris Saint-Germain vào vòng 16 đội cúp quốc gia. Mbappe cùng đồng đội sẽ có 6 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu gặp Gans tại Ligue 1 vào ngày 30 tháng 1. Mới đây, Man United đã nhận một thông tin không mấy vui vẻ về thương vụ Harry Kane sau khi nhà báo David Ornstein đã xác nhận Harry Kane vừa ngỏ ý ký hợp đồng mới với câu lạc bộ Tottenham. Không có một cuộc đối thoại nào kể từ mùa hè năm 2021, nhưng các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch sau kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Nếu tình hình phù hợp, tiền đạo 29 tuổi có thể sẽ kéo dài hợp đồng qua năm 2024. Ưu tiên của tiền đạo này là thành công với Tottenham. Dù là tiền đạo thượng hạng của nước Anh, nhưng Harry Kane chưa giành được bất cứ danh hiệu nào cùng Tottenham. Trong quá khứ, đội trưởng Tam Sư từng mong muốn ra đi và có thời điểm anh đã rất gần với Manchester City. Tuy vậy, thương vụ này cuối cùng đã đổ bể vào phút chót. Nếu như thông tin trên là sự thật, rất có thể Man United sẽ phải tìm kiếm một tiền đạo khác khi Harry Kane đã không còn tha thiết muốn chia tay Tottenham. Được biết, hợp đồng hiện tại của anh với Spurs còn thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Federico Chiesa có thể là phương án bất ngờ để Real Madrid tăng cường hàng công trong bối cảnh thể lực của Karim Benzema đang suy giảm. Ở tuổi 25, cầu thủ bóng đá người Italia là một tài năng lớn cho hiện tại và tương lai. Khi khỏe mạnh, anh chứng tỏ bản thân là một trong những người giỏi nhất ở vị trí của mình. Với tầm quan trọng về chất lượng đội hình, Juventus tất nhiên không dễ dàng để Chiesa ra đi. Tuy nhiên có nhiều yếu tố không còn do chính bà đầm già quyết định. Sau một năm xa sân cỏ vì đứt dây chằng chéo, Chiesa đang từng bước trở lại trong thời gian gần đây và có ảnh hưởng đáng kể vào lối chơi mà huấn luyện viên Max Allegri xây dựng. Sự trở lại của Chiesa cũng chung với thời điểm Juventus bị điều tra về gian lận tài chính. Trong tài liệu dày tới 14.000 trang của cơ quan chức năng, rắc rối này khiến Andrea Agnelli và Pavel Nedved phải từ chức cương vị chủ tịch và phó chủ tịch. Đồng thời Juve bị Liên đoàn bóng đá Italia phạt 15 điểm trên bảng xếp hạng Serie A. Nếu không thể kháng án, với quyết định này, Juventus không có cơ hội đua tranh chức vô địch Serie A. Vé dự Champions League hay thậm chí là Europa League cũng là trở ngại lớn với đội bóng sọc trắng đen. Đây là cơ hội để Real Madrid chiêu mộ Chiesa, người hùng đội tuyển Italia vô địch Euro năm 2020 được Transfermarkt định giá 60 triệu euro. Chủ tịch Florentino Perez và huấn luyện viên Carlo Ancelotti đều ngưỡng mộ Chiesa, muốn có anh trong đội hình của Real Madrid. Mới đây, tờ The Atlantic tiết lộ Newcastle đã quan tâm tới Scott McTominay từ mùa hè năm ngoái và xem anh là cái tên có thể nâng cấp tuyến giữa của câu lạc bộ. Bản thân McTominay cũng rất sẵn sàng và cân nhắc khả năng rời sân Old Trafford trong bối cảnh thời gian thi đấu của anh ngày một ít đi do sự xuất hiện của Casemiro. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ không muốn để ngôi sao 26 tuổi rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Huấn luyện viên Erik ten Hag xem Scott McTominay là phương án dự phòng cần thiết cho Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 1996 vừa đá chính cho Quỷ Đỏ trong cuộc đối đầu với Arsenal tại vòng 21 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Anh nhận nhiều chỉ trích sau màn trình diễn trên sân Emirates. Hợp đồng hiện tại của Scott McTominay với Man United còn thời hạn đến tháng 6 năm 2025 và ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải cân nhắc khả năng để cầu thủ này rời đi trong mùa hè tới hoặc năm sau. Nếu muốn bán Scott McTominay ngay trong phiên chợ tháng 1 năm nay, Man United cần chiêu mộ ngay một tiền vệ trung tâm khác để thay thế. Ở phiên đàm phán trước đây, Chelsea đã đề nghị chiêu mộ Enzo Fernandez với mức giá 112 triệu bảng, hơn 6 triệu bảng so với điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền vệ này với Benfica.
Tuy nhiên, The Blues đã bị từ chối vì muốn thanh toán trả góp trong 3 năm. Chủ tịch Benfica, ông Rui Costa và huấn luyện viên Roger Schmidt đều đăng đàn khẳng định Enzo Fernandez sẽ ở lại sân Dallas. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất được tờ Record của Bồ Đào Nha đăng tải, đội bóng Tây London đã nối lại đàm phán với quyết tâm sở hữu tiền vệ vừa giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina. Chelsea gần như không có đối thủ trong cuộc đua giành Enzo Fernandez bởi tiền vệ này có mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 106 triệu bảng. Đây là thương vụ trọng điểm của The Blues bởi đội bóng này xác định chia tay N'Golo Kanté và Jorginho sau mùa giải 2022-2023. Hiện chưa rõ kế hoạch của Chelsea, nhưng theo Record, The Blues có thể quyết định thanh toán một lần ở thương vụ Enzo Fernandez. Về phần mình, Benfica đã sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Ngay sau thất bại trước West Ham tại vòng 21 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, ban lãnh đạo câu lạc bộ Everton đã chính thức thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng Frank Lampard. Huấn luyện viên Frank Lampard và các học trò đã có phong độ cực kỳ tệ hại thời gian qua khi không thể giành bất cứ một chiến thắng nào trong 10 trận đấu gần nhất. Chiến lược gia người Anh đã được đội bóng vùng Merseyside bổ nhiệm thay thế cho huấn luyện viên Rafa Benitez vào tháng 2 năm 2022. Ông đã giúp câu lạc bộ vượt khó khăn và trụ lại hạng đấu cao nhất của nước Anh vào cuối mùa giải. Tuy vậy, huyền thoại Chelsea không thể tiếp tục duy trì phong độ đó tại mùa giải năm nay. Sau 20 trận đấu, Everton đang chạm đáy khi đứng áp chót trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng Southampton nhờ hiệu số bàn thắng bại. Chính vì điều này, giới cầm quyền của Everton đã buộc phải hành động và Lampard đã chính thức bị bày ghế. Được biết, trước khi bước vào trận đấu với West Ham, nhà cầm quân 44 tuổi đã nhận ra được rằng một thất bại nữa sẽ khiến bản thân ông bị mất việc ngay lập tức. Và rồi, kịch bản tồi tệ ấy đã xảy ra khi đội chủ sân Goodison Park trình diễn một lối chơi thất vọng và tay trắng rời khỏi London. Bản tin bóng đá sáng mùng 3 Tết của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.